Câu số 17. Câu 17 là tôi không quay trở lại anh. Ba chấm, bố của tôi lần cuối cùng thăm tôi. Thì câu 17 thì có thể phát hiện ra được là haven't come đang là thì hiện tại hoàn thành. Sau đó ở đây là last visited đang là thì quá khứ đơn. Thì mình có một cái công thức là hiện tại hoàn thành cộng seen cộng với quá khứ đơn, nghĩa là kể từ khi. Vậy sai ở đáp án C và sửa for thành là seen. Seen là kể từ khi, còn for là trong khoảng thời gian là bao nhiêu. Câu 18, he stopped. Anh ta bỏ thuốc bởi vì chúng có hại cho sức khỏe. Thì từ stop này học ở trong động từ nguyên thể và danh động từ, nó có hai dạng: stop verb in là dừng hẳn, dừng hẳn từ bỏ đấy, stop to verb không là dừng lại để làm gì. Thì bây giờ là anh ta bỏ thuốc bởi vì nó rất là có hại cho sức khỏe, nên sẽ sửa ở đáp án A và sửa thành là smoking. Stop to verb không thì chỉ mang nghĩa là dừng lại để làm gì thôi. Câu số 19. Tom quá là mệt đến nỗi mà anh ta không thể về nhà. Tom quá là mệt thì nó sẽ mang nghĩa bị động, nên là từ tired ở đây phải sửa thành là tired. Sai đáp án B. Còn câu số 20, would you mind, thì cấu trúc này khá là quen thuộc rồi. Would you mind cộng verb in. Do đó sẽ sửa đáp án D thành là landing. Would you mind cộng verb in nghĩa là làm phiền hoặc là làm ơn. Would you mind verb in, làm phiền hoặc làm ơn. Câu số 21 là would rather go by air as. Tôi thà đi bằng máy bay còn hơn là dành cả tuần để đi bằng train, bằng tàu hỏa. Vậy cái cấu trúc ở đây là sẽ theo từ would rather. Would rather cộng với verb không than verb không. Thích làm gì hơn làm gì. Vậy ở đây sẽ sửa đáp án C, từ S thì sẽ chuyển về thành là than theo cấu trúc của would rather, thích làm gì hơn làm gì. Câu 22, if I were her. Cứ if I were you, if I were her là phát hiện được đây là điều kiện loại 2. Vế if cộng với quá khứ đơn, vế còn lại là would cộng với verb không. Vậy có thể phát hiện được đáp án B sai và sẽ sửa thành là would. Câu 23, bức tranh mặt trời, những bông hoa hướng dương, sunflower, những bông hoa hướng dương, cái mà được sơn bởi Van Gogh bị đánh cắp rất nhiều lần. Vậy câu này là sẽ là câu bị động, thì chúng ta sửa là was painted by. Bức tranh này được vẽ bởi nên nó sẽ mang nghĩa bị động. Câu 24, mẹ của tôi đi học ít, nhưng bà ấy là người phụ nữ thông minh nhất mà tôi từng biết. Had a few schooling. She's the most intelligent, thì cái most intelligent là so sánh hơn nhất rồi. Vậy cái này là đúng. Người thông minh nhất mà tôi từng biết. Thì tôi đã từng biết thì cũng dùng hiện tại hoàn thành, đáp án D cũng là đúng. Cái chỗ này sai ở đáp án A. Từ schooling là danh từ không đếm được. Vậy từ few này không dùng,
từ few dùng cái danh từ đếm được nhé, thì sẽ sửa thành là had little. Học rất là ít nhưng là người thông minh nhất mà tôi biết. À, chúng ta sẽ học thêm một ngày nữa về thì quá khứ, về dạng bài chữa lỗi sai ở cái video tiếp theo.